Chào mừng mọi người đến channel của gia đình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người mẫu xe lông lim đen, hay còn gọi là gỗ me tây mùng tím nữa. Bộ này á, giá của bên nhà bọc đang bán với giá là 25.900.000 nha mọi người. Thì bộ nếu mọi người hay coi bên nhà bọc á, thì nếu mà chỉ có cái kiểu nghe đỉnh này thôi á, và tay trơn á, nó chỉ có 20.500.000 thôi. Cái bộ này mắc á, là mắc do mấy cái con này này mọi người. Đó, đây cho mọi người xem những cái con nghe liền nguyên khối nha mọi người. Nghe liền nguyên một khối. Để cắt được một cái con này ấy, thì mọi người phải có một cái khổ cây tối thiểu phải là 236 nha mọi người. Tức là cái phần ngoài đây là phần bì à. Đó. Nó sẽ lấy phần lõi ở trong thôi. Và mọi người thấy nó rất là lớn phải không ạ? Đây, cho mọi người xem phần bên hông của con nghe này. Đục chạm rất là sâu nha mọi người. Đó. Tức là mình chạm bằng máy, sau đó mình sẽ đục lại bằng tay để cho nó có hồn, mọi người thấy không? Và con nghe này rất là dài nha, chứ không phải là bình thường nha mọi người. Dài gần tới cái tay ghế phía sau này, gần chạm luôn này. Một con nghe rất là lớn. Ở đây mình đo cho mọi người xem nỗi con nghe này thôi, đó là vào khoảng 30 phân rồi mọi người thấy không? Rất là cao nha. Và tay cột là tay cột 12 nha mọi người. Tay cột này cột 12. Lên vân rất là đẹp phải không ạ? Vân này là vân gỗ me tây, hay còn gọi là lim đen. Giới thiệu cho mọi người thêm cái phần tó này. Phần tó này là sẽ chạm nghe đỉnh. Chiều cao của nó sẽ là 27 đúng không mọi người thấy không? Thì đại khái là nó sẽ dao động tầm 27-26, tùy vào cái mình mài xuống thì nó sẽ hao hụt đi một xíu nha mọi người. Nhưng mà rất là to, nguyên một khối cây nhá. Đây cho mọi người xem phía đằng sau này. Không hề ghép nha mọi người. Tức là mình sẽ phải xài một cái bản cây nó tương đối là lớn, nó khoảng phần tầm 34. Đối với một khối cây to như vậy là mình lọc hai cái phần bìa đi. Sau đó mình mới lấy cái phần khối cây này mình lắp vào đây. Đó. Phần phía sau mọi người có thể thấy là sẽ không hề có một vết ghép nào nha. Hoàn toàn là một khối cây to nha mọi người. Đấy, cho mọi người xem thêm cái phần băng dài này nữa này. Nguyên một khối cây to không hề ghép luôn nha mọi người. Rồi. Và bên cạnh đó thì mọi người có thể thấy các cái phần tựa lưng này nó hơi ngả ra phải không ạ? Thì tựa lưng này mặc dù nó chỉ dày có 2 phân thôi, nhưng mà để làm được những cái tựa như vậy á, thì cái bản cây của nó, bản cây thịt không nha mọi người, nó phải lên tới 6 phân nhá. Từ 6 đến 7 phân. Tại vì sao vậy? Thì mọi người có thể để ý cái phần trên này. Đó, nếu mà chiếu thẳng xuống là mọi người thấy không? Thì những khi mà lọng cái tấm này ra thì những cái phần thịt ở những cái phần bìa này mình phải bỏ đi. Để mà ra được một cái tấm dáng cong như vậy nó rất là tốn nha mọi người, chứ không phải là ấy. Còn nếu mà mọi người làm cái ván thẳng ấy, thẳng xuống ấy, thì nó chỉ cần 2 đến 3 phân thôi là mọi người lọng mà được rồi. Còn những riêng những cái bản như vậy làm càng uốn cong thì nó càng tốn nhiều cây nha. Và rất là nghệ thuật. Bên cạnh đó là mình ngồi vô nó rất là thoải mái nha mọi người. Cái cuộn đó, phần lưng nó sẽ rất là thoải mái luôn nha. Đó. Và như mình nói với mọi người, đây là bộ me tây, hay còn gọi là lim đen á. Còn đây là cái này, cho mọi người thấy không? Con nghe thế tùy lúc cái khổ cây mình cắt ra, có lúc thì nó ra màu vân tự nhiên hết nha mọi người, lim đen màu tự nhiên hết. Rồi cho mọi người xem thêm cái phần nổi bật nhất, đó là phần mặt. Mặt bàn, mặt ghế là mặt dày 2 phân hết nha mọi người. Mặt bàn, mặt ghế là dày 2 phân 2 nha mọi người. Toàn bộ mặt bàn, mặt ghế là dày 2 phân 2 hết. Do vậy, mọi người đi đứng nhún nhảy ở trên đây là thoải mái nha mọi người. Đó. Nhảy thoải mái nha mọi người, ngay cả mặt bàn cũng vậy. Tại vì cái bàn này ấy, nó thiết kế rất là dày nha, mặt dày tới 2 phân 2 lận. Nhưng Mộc hay nói mọi người là rất là chắc nha. Và đây, cho mọi người xem cái bản vân của bên cây gỗ lim đen. Thì mọi người để những cái vân đồng tâm này nha. Để những cái vân đồng tâm này nha. Chỗ này nha. Đó, thì mọi người khi lọt xuống này mọi người thấy không?
những cái vân đồng tâm sẽ ảnh nó ánh ở phía dưới như vậy luôn này. Và bên cạnh đó, nếu mà mọi người quan sát thật là kỹ thì toàn bộ những cái mặt bàn, mặt ghế nó sẽ làm theo kiểu uốn lượn sóng rất là đẹp, phải không ạ? Uốn lượn sóng mà mọi người thấy không? Đó. Không chỉ mặt bàn thôi nha mọi người, mà đây cho mọi người xem cái mặt ghế này ha. Mặt băng ghế dài nó cũng uốn lượn sóng như vậy luôn, rất là đẹp nha. Và uốn ở trên thì phải uốn ở dưới nhá, mới vậy mới nghệ thuật nha mọi người. Tức là cái phần yếm ở dưới mọi người thấy không, nó sẽ uốn theo như vậy luôn, là cái cả cái phần yếm này luôn nhá. Làm rất là công phu nha mọi người. Chứ nếu mà mình uốn ở trên thôi mà lừa không uốn ở dưới ấy, là chỉ có làm được mới được 50% thôi nha mọi người. Đây, cho mọi người xem lại cái bộ tựa ghế thêm một lần nữa nha. Tựa này thì sẽ chạm tứ linh, long lân quy phụng. Và có một số người hỏi là hay bảo là cái cây này nó hay bị mối mọt. Vâng, dưới dòng này ấy, thì nó có một cái dòng nữa gọi là dòng muồng vàng đấy mọi người. Thì muồng vàng ấy, thì theo như mấy anh thợ, đa phần là mấy anh thợ hay nói với mộc ấy, là những cái kìa cây đó ấy, thì nó dễ bị mối mọt. Và người ta hay lầm nhẫn với cái cây muồng vàng mà muồng tím. Thì nếu mà cây muồng tím như vậy ấy, thì bên nhà mộc đã sản xuất được tới hôm năm nay là năm thứ 6 và chưa thấy một khách hàng nào phản hồi là nó bị mối mọt nha mọi người. Xin nhắc lại với mọi người, sản xuất tới năm nay là năm thứ 6 rồi mà chưa thấy ai kêu bị mối mọt gì hết nha mọi người. Và nếu mọi người không để ý kỹ nữa thì ở trên thị trường á, cái thớt me tây á, thớt lim đen á, mọi người mua về á xài rất là bền nhá, chưa thấy ai mà những cái thớt đấy thì rất lâu lắm luôn rồi đó. Và mình xin giới thiệu mọi người cái kích thước nha. Thì kích thước của cái ghế con của nó ấy, là chiều ngang là 95 và chiều sâu là 67. Băng ghế dài này chiều ngang của nó là 1m97 và chiều sâu của nó là 67. Còn cái bàn này kích thước chiều dài của nó là 1m31 và chiều sâu của nó là 67. Và cuối cùng sẽ là hai đôn con này, kích thước của nó là 50 vuông. Và hiện tại bộ này mình đã giao cho chú Tân ở Tiền Giang rồi nha mọi người. Rồi. À, và quên mất, khi mà người kê vô phòng khách thì bộ này chiều dài của nó sẽ là 2m8 và chiều ngang của nó sẽ là 2m8 luôn nha mọi người. Tức là chiều phủ bì nhá, chiều tổng thể luôn nha mọi người. Rồi, nếu mọi người cần tư vấn gì thì mọi người cứ gọi điện thoại bên dưới cho Mộc nhá. Và đừng quên là giao hàng tới mà không giống như mô tả thì mọi người trả hàng cho Mộc hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó là chất lượng bảo hành đến 2 năm cho mọi người luôn nha. Nếu mà mối mọt thì chỉ cần 1 năm thôi. Do vậy bên nhà Mộc bảo hành cho mọi người bộ này là lên tới 2 năm mối mọt, rụng tay chân ghế và xé mặt nha mọi người. Nếu mọi người cần tư vấn gì thì cứ gọi điện thoại bên dưới nhá. Và nếu thấy channel của mình hay nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và chào mọi người.